Kỹ thuật tại Trung tâm Giám sát An toàn Thông tin Mạng Quốc gia, tuần qua, các tin tặc đã bắt đầu phát tán các tệp mã độc nguy hại, ngụy trang về virus corona. Khi người sử dụng máy tính hoặc điện thoại thông minh kích vào các tệp tin này hoặc download các tệp về máy, lập tức mã độc sẽ bị lây lan và giúp tin tặc chiếm quyền kiểm soát thiết bị của người dùng. Những cái tệp tin đính kèm như là file doc, file PDF hay là file MP4 là những cái file tài liệu hay là video hướng dẫn cách thức phòng tránh bệnh hay là thông tin về dịch bệnh hay là những cái thông tin giả, những cái fake news liên quan đến dịch bệnh do virus corona khiến cho người dùng họ tò mò, họ tải những cái file này về. Từ đó khi mà người dùng tải file này về và chạy trên máy của mình thì sẽ bị lây nhiễm những cái mã độc này. Cục An toàn Thông tin cũng nhận định đây là thủ đoạn không mới, nhưng với sự quan tâm đặc biệt của người dân với virus corona nên nguy cơ mã độc có thể bị phát tán là rất cao. Cục sẽ liên tục phối hợp với các đơn vị chức năng để giám sát dấu hiệu phát tán loại mã độc này. Để phòng tránh việc lây nhiễm phát tán các cái mã độc này thì chúng tôi khuyến cáo người sử dụng cẩn thận với các cái email, thư điện tử có kèm theo các cái file về cái thông tin về virus corona thì nên tìm hiểu ở các cổng thông tin điện tử, các cái kênh trực tuyến của các cơ quan chức năng hoặc các cơ quan chính thống. Trong trường hợp thiết bị có dấu hiệu bị nhiễm mã độc, người sử dụng cần liên hệ ngay với đơn vị chức năng hoặc các đơn vị tổ chức chuyên nghiệp để kịp thời ngăn chặn và tháo gỡ mã độc.